Chiều nay, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị thường kỳ tháng 3 giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng với Thường trực Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Theo báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện thành phố đã và đang triển khai thực hiện theo 6 nội dung sẽ được trình tại kỳ họp tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và cam kết sẽ hoàn thành theo đúng tiến độ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã hoàn thành 268 nội dung trong tổng số 288 nội dung theo các thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, còn 20 nội dung đang được thực hiện. Tại hội nghị, Ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã trao đổi làm rõ thêm một số nội dung. Qua công tác giám sát, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục xem xét trả lời các kiến nghị của cử tri, các ý kiến của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố liên quan đến đất rẻo, các dự án treo, việc xây dựng các trạm trung chuyển rác thải. Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tiếp thu các ý kiến của các ban Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng thời trao đổi thêm một số nội dung liên quan đến các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, việc điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình hiện nay. Kết luận hội nghị, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn việc thực hiện các thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, cơ bản thống nhất với các nội dung tờ trình Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp tổng kết cuối nhiệm kỳ, đồng thời đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân thành phố tập trung thẩm định nội dung các tờ trình theo đúng quy định của pháp luật. Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cần làm rõ trách nhiệm của các ngành trong việc chậm thực hiện các thông báo kết luận, đẩy nhanh tiến độ giải quyết những tồn động liên quan đến chương trình an sinh xã hội của thành phố.